Rượu nho là món món truyền thống không thể thiếu được trong các bữa ăn, đặc biệt là dịp Tết. Rượu nho có tác dụng là rượu có hợp chất hữu cơ phenol, giúp làm giảm mỡ máu, chống cholesterol xấu, làm mềm mạch máu, tăng chức năng huyết quản, hoạt động tim mạch. Đồng thời, rượu nho có tác dụng phòng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, chống béo phì, phòng chống bệnh tim mạch, đột quỵ, phòng ngừa ung thư. Trong video này mình hướng dẫn các bạn cách làm rượu nho hay là nho Ninh Thuận. Nho mình là về ngâm trong nước muối 20 phút, rửa sạch vài ba lần và để ráo. Đây là nho Ninh Thuận hoặc là nho Phan Rang. Sau khi để ráo rồi, bạn chọn những cái chín mọng không bị dập và lạc bỏ cuống. Đây, phải chọn từng quả thì chất lượng nho mới ngon được. Chuẩn bị là thành phần cứ 1 kg nho thì 200 g đường, và mình chuẩn bị là một cái máy ép nước trái cây, vài cái lọ để đựng nước ép. Đây là đường 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 màu nâu. Đấy, đường màu nâu. À, chúng ta bắt đầu chọn những quả trái tươi chín mọng không bị dập. Nào, select the fresh grape, not bad one. And eliminate the stem. 10 kg. Ngồi lửa mòn mỏi luôn các bạn. À, chuẩn bị xong. Nearly finish 10 kg. So tired to select one by one for 10 kilo. Good quality lemonade on stem. Now we must be Jewish. Nào, mình ép nước. Đấy, cho vào cái lọ. Ép xong cho vào cái lọ. Pour into the base. Mình làm một nửa là ép nước và một nửa là mình bóp. Vì ép nước thì nó sẽ rượu nó sẽ nhanh uống hơn. Còn bóp trái thì nó lâu chua. We divide half quantity we make juice and half quantity we smash the fruit. This is how we smash the fruit. We make the juice, can start the white, can be taken within 2 weeks, from 2 weeks to 2 months. But if we smart like this, the white can be from 2 months. Now, mình cho đường vào, để mình nói là tỷ lệ là 1 kg nho tươi là 200 g đường. Put the brown sugar into it. The rate 1 kg of grape with 200 g sugar. Rồi mình sẽ khuấy đều lên cho đường nó tan trước khi đậy nắp. Stir evenly the sugar. Đây là 4 lọ. Hai cái bên phải là ép nước, hai cái bên trái là mình bóp trái. Nhưng mình lưu ý là mình cho vào lọ mình để chỉ 50% thôi. Hôm nay mình hết họ lọ nên mình để đầy, ngày mai mình sang ra. Remember to pour into the vase, put 50%, not 80% like this, because I don't have enough vase. Tomorrow I will divide into another vase. Lý do mình phải cho vào 50% là
trong mấy ngày đầu thì nho nó sẽ lên men và nó sẽ trào ra. We would 50% because in some days crepe will be fermented and it will full and came out of the waste. Bây giờ là mình lọc, mình dùng cái phân khăn trắng mình đổ vào mình lọc. This is how we filter the crepe. Use a thin white towel and put all the crepe into the towel and waiting for it running until the last minute. Này, xem nó chảy xuống, nó chảy lần lần xuống. So this is another two ways juice and two ways smart crepe. You can filter in 2 months. Hai tuần đầu thì nước ép nho đã thành rượu nhưng mà chưa có chín lắm, rượu chưa chín lắm, nhưng mà chúng ta có thể lấy dùng từ từ. Còn số còn lại thì mình khi uống xong cái này thì mình sẽ lọc những cái phần khác. Not 100% finished wine, but we can take and use slowly. And the rest we can filter in 1 month. Rồi cho vào chai và để uống từ từ. Storage into the bottle. Cái phần mà nho là làm mình bóp thì nó lâu chín hơn, có thể đỡ 2 đến 3 tháng. The smart crepe will be fermented slowly so we can filter it in 2 or 3 months. The longer we keep, the better taste it is. Rồi bây giờ là thành phẩm nho. Các bạn xem cái màu đẹp đỏ không? Finish. How the color is, the taste good. Now let's enjoy it. Rượu trong đỏ đẹp. Đấy, uống chưa có ngon lắm nhưng mà đã dùng được. À, cái này mình so sánh. Bên trái là rượu mình làm, bên phải là rượu mua. You see, the left is new, the right one is bought from the market. Now let's cheer. Thank you for watching. Chúc các bạn uống ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem video này.